Bình Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Hôm nay thì Bình Phương có chia sẻ cho quý vị một cái món kho chay từ chả chay đó quý vị. Xem cái nước nè, rất là đậm đà luôn. Cái này mà chấm xíu rau thôi, bông súng hay là bông điềm điển nè, cho mùa nước nổi á, cũng rất là ngon và hấp dẫn đó quý vị. Hay đơn giản là rau sống thôi. Này chắc chút Bình Phương chấm với bông súng, bông điên điển ăn nha. Cái này mùa nước nổi rồi. Rồi, làm như thế nào thì mời quý vị cùng vào bếp nha. Đây là những cái thành cái nguyên liệu nha. Đó, cơ bản thôi. Trước tiên là cà rốt á, thì mình đem mình rửa sạch nè. Rửa thiệt sạch ha. Sau đó thì đem đi gọt vỏ ra giúp Quỳnh Phương ha. Có cà rốt vô ăn cho nó có rau củ đồ rất là tốt cho cơ thể. Rồi sau khi mà gọt vỏ xong mình rửa sơ cái nha, rồi mình mới cắt khúc ra. Rồi mình sẽ tỉa cái dạng như tỉa hoa rồi đó. Quý vị nào khéo tay thì tỉa hoa 5 cánh, còn mấy mình tỉa 3 cánh cũng được. Còn quý vị nào không khéo tay thì mình có thể khỏi tỉa mà mình cắt ra tròn tròn á, kho cũng rất là ngon. Nó mình cắt một cảnh nè, cái cảnh nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, thì mình cắt đều 5 cạnh ha. Bên đây một cái đường rãnh gì đó, rồi đối diện một đường rãnh. Đó, mình tạo thành khoảng 5 cái rãnh gì đó, rồi mình nhìn giống cánh hoa là được nha. Cũng không cần mà nó phải đều lắm, tương đối thôi quý vị. Nó mình làm mình ăn ở nhà. Rồi, nói quý vị xem. Rồi, bây giờ thì chúng ta cứ cắt ra thôi. Cắt khoảng 1 cm. Đừng có quá dày ha quý vị. Vậy là mình kho cũng vừa mà nó mau nữa. Rồi, giờ Quỳnh Phương để cái phần cà rốt này sang bên. Tiếp theo là 2 cái cọng chả chay. Chả chay này rất là dai ngon luôn. Nếu mình không có thời gian làm ở nhà thì mình lại mấy cái tiệm chuyên đồ chay là người ta có rồi quý vị. Thì mình cũng vậy ha, cắt hơi dày dày hơn cà rốt một xíu để sang bên. Tiếp theo là hành lá hay là bo rô cũng được. Giờ mình sẽ pha cái nước kho nha. Trước tiên là đường 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm. Đó, thêm một xíu muối thôi. Rồi bây giờ là mình cho nước vô ha. Mình sẽ cho vào đây là 6 muỗng nước. Tương ớt thì mình cho 1 muỗng ha. Rồi bây giờ là nước mắm nè, nước mắm chay nha, 3 muỗng nước mắm chay. Ta quậy đều lên ha, rồi mới bắt cái chảo lên cho thêm xíu dầu vô. Mình phi cái phần hành nè, phần hành mình cho cái mình lấy cái phần gốc á. Rồi, bây giờ cho hết cái phần nước kho của mình chuẩn bị trước á, cho vào. Quý vị xem cái màu rất là đẹp luôn. Mình khỏi dùng nước màu luôn quý vị. Rồi, bây giờ mình cho cà rốt vào. Tại vì cơ bản chả là mình ăn được đó quý vị, cũng nên mình cũng không có cần mà kho lâu lắm. Mình kho cà rốt cho nó mềm trước đi. Thì cái này mình kho khoảng 2-3 phút
mình mới cho chả chai vô, cho chả chai vô để lửa nhỏ nhỏ riu riu kho thêm chút xíu nữa là mình có thể dùng được rồi đó quý vị. Cái này thì tùy khẩu vị của mình có thể nêm nếm lại chút xíu, thích ngọt hơn xíu hay mặn hơn xíu á, thì tùy khẩu vị gia đình mình gia giảm xíu giúp Bình Phương ha. Đó, mình nêm lại một cái cho nó vừa khẩu vị của gia đình mình. Rồi, sau khi mà mình kho mình để lửa vừa vừa lại xíu ha, giảm xuống một xíu. Rồi như vậy á, sau khi kho xong thì chúng ta có thể cho thêm một xíu tiêu lên cũng được nè. Đó, hoặc là cho thêm mấy cái hành lá mình có thể cho lên xíu cũng được. Bình Phương thì tỉa mấy cái bông hành á. Lát thì mình tỉa mấy bông hành mình để lên nhìn cho nó đẹp mắt. Hoặc là ngò gí cũng được đó quý vị. Vậy là cơ bản thì chúng ta đã có một cái món chay ngon, nhanh gọn lẹ dễ làm tại nhà đó quý vị. Bình Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Bình Phương món ngon tại nhà.